Theo dữ liệu từ IDC, đã có 39,9 triệu chiếc máy tính bảng được bán ra trong nửa đầu năm 2021. Công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research cũng nhận định ngành máy tính bảng đã được hồi sinh nhờ COVID-19. Các thiết bị màn hình lớn trở thành sản phẩm thiết yếu, đáp ứng hàng loạt công việc của người dân trong mùa giãn cách. Còn đối với các nhà máy, công ty, nhu cầu sử dụng máy tính bảng công nghiệp siêu bền tăng đáng kể. Chúng tôi có nhu cầu rất lớn với các loại máy tính bảng có tính bền cao, chịu được môi trường khắc nghiệt, sử dụng trong lắp ráp thiết bị công nghệ cho các ngành như chăm sóc sức khỏe, sản xuất xe hơi, vận tải hay hậu cần kho bãi, hóa dầu. Theo nhận định của Winmate, đơn vị hàng đầu thế giới trong ngành sản xuất máy tính bảng công nghiệp có độ bền cao, đạt giải thưởng Taiwan Excellence, giải thưởng thường niên tôn vinh các doanh nghiệp có những bước tiến xuất sắc trong nghiên cứu và phát triển, tiếp thị, thiết kế, chất lượng và sản xuất, thì thị trường này sẽ có tốc độ tăng trưởng lên tới 20% mỗi năm. Các doanh nghiệp còn cần khả năng tự thiết kế và sản xuất sản phẩm với độ bền cao, chi tiết và giá thành phù hợp, theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng, cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp cho vấn đề của họ. Vì thế, các doanh nghiệp cần đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Hiện các loại máy tính bảng công nghiệp đều đang được các hãng sản xuất chú trọng hơn trong gia tăng tính thân thiện với người dùng, cũng như bảo vệ môi trường, giảm giá thành.